Xin chào các bạn đã đến với kênh của Vân. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái món bánh bèo nhân thập cẩm. Cái món này thì đơn giản nhưng mà cái mình làm cái nhân này thì ăn rất ngon các bạn. Nếu các bạn thích thì cùng mình vào bếp nha các bạn. Ở đây mình sử dụng bột gạo. Bột gạo này mình mua ở siêu thị nè các bạn. Một bịch là 400g. Đây là 300g thịt ba rọi. Một củ hành tây. Một củ cải đỏ và hành lá. Và đây là ớt tỏi để mình làm mắm. Rồi bây giờ mình trước tiên mình sẽ pha bột nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho bột vào cái thau này. Mình cho 450ml nước vào. Mình sẽ khuấy đều lên. Rồi sau đó mình để qua một bên, mình sẽ đi nấu nước sôi nha các bạn. Và đợi nửa tiếng cho bột nở. Bây giờ mình sẽ châm thêm nước sôi vào nha các bạn. Mình sẽ cho khoảng 800ml nước sôi. Bây giờ mình bắt nồi lên để luộc thịt nha các bạn. Mình sẽ chờ nước sôi và cho thịt vào. Nước đã sôi rồi. Mình sẽ cho thịt vào. Mình sẽ luộc cho chín cái thịt này luôn. Và bây giờ thịt đã chín rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra cái tô. Cái tô này mình đựng một nước lạnh và cho vào cái tô nước lạnh. Bây giờ mình sẽ sắc củ cải nha các bạn. Mình sẽ sắc nhuyễn cái củ cải này. Và mình sẽ sắc tới hành tây. Mình cũng sẽ sắc nhỏ nhỏ như hạt lựu nha các bạn. Là thịt đã vớt là nguội rồi, bây giờ mình sẽ sắc nhuyễn cái thịt này ra luôn. Mình cũng sẽ sắc từng miếng mỏng. Và mình sẽ sắc cộng cộng nhỏ và sắc nhuyễn ra. Kế tiếp mình sắc luôn hành lá.
Mình sẽ băm cái đầu hành này và cho vào tô thịt để mình ướp cái tô thịt này. Mình sẽ cho nửa muỗng đường. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nửa muỗng bột nêm cà no. Một ít tiêu. Và mình trộn đều cái thịt này lên. Bây giờ mình sẽ cho cái hành tây này vô cái tô luôn nha các bạn. Và mình cũng trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ hấp bánh nha các bạn. Mình sẽ cho chén vào nồi. Và mình sẽ để cho nó nóng 5 phút. Mình nấu cho nóng 5 phút rồi mình mới đổ bột vào nha các bạn. Giờ mình sẽ đậy nắp lại. Chén nóng rồi, giờ mình cho bột vào nha các bạn. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Nên mình sẽ đun. Sau khi mình hấp 10 phút rồi mình sẽ dỡ ra nha các bạn. 10 phút là bánh đã chín rồi. Đây nè các bạn. Cái bánh nó sấy có cái lỗ luôn. Giờ mình sẽ xào cái nhân này nha các bạn. Mình sẽ cho vào dầu vào. Cho ít tỏi vào mình phi cho thơm. Mình sẽ cho cái củ cải đỏ vào. Vì cái củ cải đỏ là nó cứng cho nên mình cho trước nha các bạn. Mình xào chín rồi mình mới cho hành tây, thịt vào. Và bây giờ mình sẽ cho cái thịt
và hành tây vào nha các bạn. Để mình nếm thử và thử như nó vừa ăn không nha các bạn. Và hành tây đã mềm chưa nha. Hành tây chín rồi các bạn. Cái nhân rất ngon. Và bây giờ mình sẽ cho cái hành lá này vào. Mình đảo lên ít chút xíu nữa là xong. Rồi xong mình sẽ tắt bếp. Đây là cái nhân thập cẩm của mình nè các bạn, là nhân của bánh bèo. Rồi bây giờ mình sẽ gấp bánh ra dĩa nha các bạn. Món bánh bèo mình đã hấp xong rồi đây các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nhân vào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ pha mắm nha các bạn. Mình sẽ cho nửa chén mắm vào. Mình sẽ cho nước vào. Cho 3 muỗng đường. Mình sẽ cho ớt vào. Ở đây là ớt tỏi mình xay đi các bạn. Mình sẽ dùng nửa chén nước mắm và hơn nửa chén nước đun sôi để nguội. Để mình đem nếm có thử vừa ăn các bạn. Ngọt ngon lắm các bạn. Mình dùng 3 muỗng canh nữa đường. Rồi cái nước mắm của mình nó xong rồi. Đây nè các bạn. Món bánh bèo nhân thập cẩm của mình đến đây đã xong rồi các bạn. Mình làm cái nhân này thì mình ăn ngon mà ít bị ngán. Thôi video này mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.
Các bạn nhớ nhấn đăng ký hoặc like ủng hộ mình để mình có động lực ra những video hay hơn nha các bạn. Xin tạm biệt các bạn và hẹn lại các bạn trong những video kế tiếp. Xin chào các bạn.